Trong những buổi tối như này nhá, buổi tối thì chúng ta sẽ trò chuyện được với nhau nhiều hơn các bạn. Ok nhá, Xuân Hùng xin cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi, và trong thời gian vừa rồi thì Xuân Hùng cũng đang bán được rất nhiều xe. Và các bác ạ, chiếc xe 38 cũ là hôm nay đã ship về tận xa tận gia đình nhà bác rồi nhá. Hôm nay đã ship về tận nhà cho bác chủ rồi. Đấy, bác chủ bỏ xe đẹp quá. Ok, cảm ơn Xuân Hùng. Thực sự ra mà 38 cũ rất nhiều khách hàng là sợ rằng không biết có đi được không. Đấy, rất nhiều khách hàng sợ có đi được không, nhưng mà thực sự là đã đi rất ngon, và em đã từng chạy con đấy hàng trăm km về rồi, chứ không phải là đi một lúc một tí đâu các bác nhá. Thế cho nên là các bác mà có nhu cầu mua xe đấy là hãy mạnh dạn lên các bác nhá, mạnh dạn lên, và chúng ta hãy có những chiếc xe mà tốt nhất. Ok, cảm ơn các bác rất nhiều, và bây giờ em sẽ xin phép được quay lại và để giới thiệu và chia sẻ cho các bác một số những dòng xe. Ok nhá. Rồi, cảm ơn tất cả anh chị em rất nhiều. Các bác ơi, nhà em thì đợt này là xe là cũng bán liên tục luôn. Ngày hôm qua thì bán được 2 chiếc, ngày nay thì bán được một chiếc, ngày hôm trước cũng bán được 1 chiếc. Nói chung là hầu như là ngày nào em cũng bán xe, ngày nào cũng bán xe các bác ạ. Cho nên các bác nhớ yên tâm luôn, nhà em thì liên tục đi và liên tục về, liên tục đi và liên tục về. Thì nhà em đang còn một chiếc xe rẻ rẻ đây, còn một chiếc xe 2003, và mẫu này thì loanh quanh đâu đó cũng tầm 40 hơn 40 một chút thôi các bác, hơn 40 một chút thôi là chúng ta có thể mua về đi lại rồi. Đấy các bác ạ, chỉ cần hơn 40 một chút thôi nhá. Anh Trần Mục ơi, anh Trần Mục ơi, xe 38 hôm nay vừa em chiều nay em vừa mới giao cho khách hàng xong. Em còn một chiếc này ạ, em còn một chiếc này 2003 này. Sạch sẽ nhá, em vừa sơn lại cả cây này. Điều hòa mát, đăng kiểm còn dài, la răng đúc lốp đẹp. Các bác ạ, la răng đúc lốp đẹp, và mẫu này đang gửi tới cho bác là tầm 45 củ, sạch sẽ gọn gàng luôn. Đấy các bác cần thì em vẫn lại ship tận nơi cho các bác nhá. Em lại về tỉnh Yên Bái hết bao thêm bao nhiêu à, anh Bùi Thực là anh muốn vào tên hay là anh chỉ muốn ship lên đấy thôi ạ? Mà theo em nhé các bác ạ, theo em là những cái mẫu xe mà tầm 30-40 này là không nên vào tên. Chúng ta chỉ cần mua xong là ship vào tận nhà là được rồi. Em có giấy tờ bán xe của cửa hàng, có dấu đỏ, có dấu đỏ đóng ở ngoài các bác nhá, cho nên yên tâm là không phải lo lắng gì, em có dấu đỏ bán cho các bác luôn. Đấy các bác ạ, chỉ cần các bác có nhu cầu thôi. Và những mẫu xe này em khuyên các bác là không nên rút hồ sơ làm gì cả. Nếu trước này về Yên Bái em để cho bác 45 củ là em ship vào tận Yên Bái cho bác luôn nhá, ship vào tận nhà luôn, anh ở chỗ nào em ship tận nhà, và nhà em là có một đơn vị, có một đội ngũ là ship chuyên ship tận nhà luôn. Đấy các bác yên tâm, để vài 300 km là ship bình thường, không có gì khó khăn cả. 2003 mà chỉ có 45 củ thôi. Đấy, 45 củ thôi đúng không ạ? Sạch sẽ gọn gàng nhá, sơn xi em mới làm cả cây này, đăng kiểm còn dài này, máy số chất gầm mẹ ngon anh, và la răng đúc lốp đẹp. Đấy, về cứ thế mà đi thôi, đúng không ạ? Cứ thế mà đi thôi thì tội gì mà chúng ta không đi. Còn những mẫu xe mà tầm 38 củ thì em còn một chiếc này đây. Đấy, chiếc này nhá, chiếc này mà các bác mà mua thì em vẫn có thể bớt sâu sâu cho các bác được. Đấy, quan trọng là các bác là nếu như mình chưa có nhiều tiền thì mình nên để ý những mẫu này thôi. À, ok bác Bùi Thực ơi, đi ngon đúng rồi. Có điều hòa mát luôn và đi được 5 người nhá bác nhá, 5 chỗ đấy ạ. Và chúng ta có thể đi lên nơi về trốn, em thật nó thật là lấy đi xe máy tầm 100 km là cũng thấy gọi là nó hơi mệt rồi, nhưng dòng này đi 100 km là nó nhàn lắm. Mưa không đến mặt, nắng không đến đầu, cho nên là yên tâm, không phải gì cả. Cảm ơn các bác nhá, chào Nguyễn Hiền đã follow này, anh Vũ Văn Huỳnh này. Vâng, cảm ơn các bác ạ, chào bác Thương Nguyễn, bác Phượng Bùi, cảm ơn các bác. Có chạy thoải mái không? Ok anh ơi, chạy thoải mái luôn. Các bác cứ xuống đây, nếu như các bác mà xuống đây muốn trải nghiệm, em sẽ cho các bác chạy thử thoải mái. Cứ cho bác chạy thử thoải mái, đi thoải mái luôn, không mua cũng được, không sao cả. Không mua thì chúng ta sẽ về, và khi khác chúng ta sẽ mua sau. Ok, thoải mái nhá. Đấy, chiếc này thì là chỉ có tầm 38 củ thôi, và anh em nào mua thì em sẽ bớt cho một chút nữa, chỉ còn tầm hơn 30 thôi. Hơn 30 chiếc này là lên đường luôn. Đấy các bác ạ, hơn 30 chiếc này là lên đường luôn nhá, không phải lo lắng gì cả. Hơn 30 là lên đường. Phiên bản số sàn và máy 1.6. Đấy, chúng ta cứ thế mà chạy thôi. Bác nói chuyện vui vẻ. Ok anh Bùi Thực ơi, cảm ơn anh. Chào ông Hiền Lương nhá. Ma Tiết ship Thanh Hóa, Khánh Hòa bao nhiêu? Ma Tiết ship ở Thanh Hóa. Ship Thanh Hóa thì miễn phí ship, còn ship ở Khánh Hòa thì sẽ phải mất tiền anh ạ. Nhá, ship ở Khánh Hòa thì sẽ thêm tiền. Bác Đức Trần ơi, xe đó là xe gì? Chiếc 38 này anh Đức Trần ơi. Anh Đức Trần, chiếc 38 này là chiếc Nissan. Nissan mẫu này là xong xe của Nhật đấy, cho nên là chạy cũng khá là ok. Ok anh Bùi Thực, cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn các bác đã hôm nay đã quan tâm theo dõi nhá. Và em Xuân Hùng thì lúc nào cũng có những chiếc xe quay kỹ nội thất còn với Matiz đấy, ok. Đấy, lúc nào em cũng có duy trì những mẫu xe tầm vài 30 trở lên. Đấy, vài 30 trở lên để cho các bác mua về đi lại gia đình. Bởi vì em thân sinh em là một người mà là một người xuất thân từ chỗ nghèo khó lên, cho nên em rất hiểu về khách hàng. Đây em sẽ cho lại xuống một tí nữa. Em là xuất thân từ nghèo khó, cho nên em rất hiểu khách hàng là chúng ta
cũng rất muốn mua xe nhưng mà chưa có tiền. Chính vì vậy mà em là luôn luôn duy trì những mẫu xe giá rẻ như thế này để cho các bác mua về đi lại gia đình. Thực sự ra là ngày xưa em mơ mộng lắm. Ngày xưa em mơ mộng em mua kể cả con xe rẻ bằng mấy rẻ em vẫn thích mua một con. Tức là mình mua để mình có bằng được ô tô thôi. Đấy, mình mua mình có bằng được ô tô thôi, cái niềm mơ ước ô tô lớn như thế cơ mà. Các bác ạ. Đấy, cái niềm mơ ước của em mô tô của em lớn. Thế cho nên là có một thời điểm đầu tiên là em hai vợ chồng em đi mua một con xe mà 21 triệu 500 các bác biết này. Là nó như thế nào đúng không ạ? Về sửa lên sửa xuống chạy thế mà vẫn chạy mầm, chả sao cả. Đấy, ok. Bác trang phục của nữ này, ok, em cũng đang đi mua tiết 28, ok đúng rồi. Đấy, bác Trần Phúc này, cảm ơn anh em này. Ok, Linh vào Linh Hòa Khánh Hòa, Linh Hòa. Vào Linh Hòa Khánh Hòa thì mất tầm con này vào Linh Hòa Khánh Hòa mất tầm 5 củ rưỡi anh ạ. Mất 5 củ rưỡi là vào nơi. Đấy các bác ạ, tầm 5 củ rưỡi là vào nơi. Ok các bác nhá, 2003 phiên bản số sàn. Và mẫu này thì em cứ bao cho bác là chạy thoải mái vì bây giờ con này là sạch sẽ gọn gàng rồi, la sắt sơn xi nội ngoại thất đẹp này. Đấy, đăng kiểm dài và la răng đúc lốp mới. Các bác ạ, la răng đúc lốp còn mới, thoải mái đi lại. Thấy chưa? Chỉ có tầm 45 củ thì trước này nữa các bác ở trong Linh Hòa em thêm cho em 2 củ em ship tận nơi luôn. Các bác ở trong Linh Hòa nhá, thêm cho em 2 củ em ship vào tận nơi để cho các bác đi lại thoải mái. Mẫu này thì các bác không cần vào tên làm gì cả vì nó chỉ có vài chục thôi, không cần vào tên. Cả cả trên này cũng thế. Ok, Hiền luôn nhá, vào Linh Hòa Khánh Hòa thêm cho 2 củ nữa thôi. Vạn Ninh thì bao nhiêu? Ông Tuấn là Vạn Ninh ở chỗ nào? Vạn Ninh ở Quảng Ninh đúng không ạ? Vạn Ninh Quảng Ninh đúng không ạ? Em ở Bắc Giang. Ok, với tài xế 1999 này. Bắc Giang thì già gần thôi, Bắc Giang rất gần đây thôi, không có gì xa cả. Chiếc này là chỉ có tầm 38 củ và nếu các bác mà ưng chiếc này em vẫn bớt cho sâu chút nữa là tầm hơn 30 củ là có thể được rồi. Ông Tuấn Vạn Linh Khánh Hòa. Vạn Linh hay gì ạ? Bên này là Vạn Ninh ở Khánh Hòa. Ôi ở Vạn Ninh Khánh Hòa cửa xa nhỉ. Ok, cảm ơn anh Tuấn nhá. Ông Tuấn ở Vạn Ninh Khánh Hòa. Vâng, cảm ơn anh em. Em tưởng là Vạn Ninh Móng Cái cơ. Vâng, bây giờ anh em nào mà ưng chiếc nào thì chúng ta vào việc nhá. Ở bên đây thì có một mẫu 2003 số tự động các bác này, số tự động này. Với mẫu số tự động này thì các bác đi sướng lắm và em cho các bác đi thoải mái luôn. Con này cứ bắn tầm lít 2 trên đường cao tốc là thường xuyên. Đấy, em đi liên tục mà anh ạ. Đấy, em đi liên tục nha. Đấy, em đi liên tục chiếc này luôn và chiếc này thì là máy số tự động cho nên là nó chỉ đâu đó loanh quanh tầm 9-10 lít thôi. Các bác ạ, 9-10 lít thôi, không có đáng bao nhiêu cả. Nếu đi xe này chúng ta không nên nghĩ về tiền xăng nữa vì cái dòng này là dòng VIP rồi. Chúng ta đi dòng này để thưởng thức cái độ tư bản thôi. Còn nếu bác nào mà vẫn còn lăn tăn đến tiền xăng con xe này thì không đi được. Về chiếc này là dòng xe số tự động mà hàng chất lượng như thế này thì chúng ta mà chủ yếu là thưởng thức công nghệ của bên tư bản đúng không ạ? Tại sao bên tư bản từ năm đấy đến bây giờ họ đã như thế này rồi, đã ngon như thế này rồi thì chúng ta phải để ý để học hỏi người ta để chúng ta trải nghiệm thêm đúng không ạ? 2003 thôi và mẫu này thì loanh quanh đâu đó tổng nhô một lít. Anh Bùi Thực ơi, 400 không còn anh ơi, 400 hết rồi. Nhà em thì đợt này toàn xe rẻ thôi, không còn 400. Đấy, chỉ loanh quanh tầm nhô lít thôi. Nhô lít là chúng ta có thể mua chiếc này được rồi, đi lại thoải mái anh em nhé. Đi lại thoải mái, không phải lo lắng gì. Phiên bản số tự động và chạy như là ô tô luôn. Đấy. Và chiếc này thì loanh quanh tầm 9-10 lít nha anh em nhé. Chứ không dưới đâu ạ, em chạy rất nhiều rồi. Em cứ đổ 500.000 tiền xăng thì là chạy tầm hơn 200 cây một tí thôi. Hơn 200 cây một tí là hết. Thì là không cái gì bằng cái mà em thực tế em đã chạy con này rất nhiều rồi. Và em đi cực kỳ nhiều thôi. Và em tại sao? Em cũng thích là trải nghiệm những cái mẫu xe gọi là tiền tỷ như nó như thế nào. Đấy, và đi liên tục. Đi để cảm nhận, đi để biết được cái sự tư bản nó như thế nào. Đấy các bác ạ. Cho nên anh em ạ, cứ chơi đi, không sao đâu ạ. Ok, ông Minh Nhật Đồng Hữu này, có bán tải không ạ? Bán tải, có bán tải củi không ạ? Không còn anh ạ. Và bán tải hôm nọ có một chiếc 208 nha. Hôm nay đi vắng thì em sẽ quá rồi, không có luôn. Bồi thực thì... Bùi Thực là nếu như cái dòng tầm 400 không còn anh ơi. Mua để đi rừng mua đi rừng đúng rồi. Nếu cái tầm đấy thì anh chỉ mua tầm 50 thôi. Anh ạ. Anh mua tầm 40-50 triệu và cái dòng mà gần hết đát ấy. Con Ford bán tải ấy, gần hết đát ấy thì các bác về đi rừng thoải mái, gần như không phải đăng kiểm nữa. Chào Minh Khoa nhá. Ok, cảm ơn anh ạ. Cảm ơn anh rất nhiều. Chào Hoàng Sơn. Vâng ạ. Ok, bác đời thực tế i10 có không? Có chưa ạ? Đây, quay sang ngay trước i10 đấy. 2015 với phiên bản số sàn và xe tư nhân biển Hà Nội. Xe tư nhân biển Hà Nội có vài chục anh ơi, anh Khoa ơi, em có vài chục nha. Xe tư nhân biển Hà Nội mẫu này đang gửi tới cho anh chị em là chỉ tầm 175
còn bớt, còn thương lượng thoải mái để cho các bác mua về đi lại gia đình. Ok chưa ạ? 2015. Đấy, 2015 cho mẫu này. Đấy các bác nhá, nhập khẩu nguyên chiếc máy 1.0 xe tư nhân biển Hà Nội. Mẫu này thì bao zin rồi. Đấy, bao zin cho bác rồi, không phải lo. Nhá, mẫu này bao zin luôn. Không phải lo lắng gì cả. Và cam kết cho bác những cái dòng xe mà tầm hơn 150 này, hơn 150 này là bao zin hết. Có Lasati Minh Khoa ơi. Vâng, Lasati em còn một chiếc 2004. Đây ạ, 04 và chỉ có tầm 78 củ thôi. Anh Minh Khoa con này 78 củ đây, vài chục đây ạ, bác Quốc Tiến ơi. Đấy, vài chục đây nhá, 78 củ cho mẫu này 2004. Máy 1.8 màu vàng và biển 35 Ninh Bình đây ạ. 2004 mẫu này chạy thì đồng chắc này, anh em ạ, đồng chắc lắm. 2004 chiếc này chắc chắn dịch sự luôn. Xe được trang bị la răng đúc và phanh đĩa 4 bánh cũng như điều hòa tự động. Đấy, máy móc ngon gầm bệ chắc chắn. Và các bác đi đường dài thoải mái nhá. Các bác đi đường dài thoải mái, không phải lo lắng gì luôn. Cho các bác đi cứ tầm 200-300 cây liên tục trong ngày. Ngày nào cũng đi cũng được, ngày nào cũng đi cũng được. Đấy, nhưng cái dòng này thì nó có một cái điều là nó hơi tốn xăng hơn so với chắc một tí. Lanh quanh đâu đó tầm 7 lít, 8 lít, 9 lít ví dụ thế. Đấy, cho nên là thôi thì mình chấp nhận là mua cái xe rẻ rẻ mà đi được như thế này thì thôi, nó có tên tốn xăng thì cũng được. Đấy, cái tiền đấy cũng mà tha hồ đổ xăng các bạn. So với con khác nó đắt hơn tầm 1-200 thì có một cái tiền đổ xăng thoải mái, các bác chạy mấy năm không hết được. 50 có anh ơi, 50 có. Một lát em quay 50 nữa nhá. Đây ạ. Em vẫn còn những mẫu xe như là Gentra Lasetti. Đấy, Gentra em có một chiếc 2010 đây. 2010 mẫu này thì lại là một cái dòng xe mà tư nhân từ đầu. Đấy, tư nhân từ đầu luôn và không có bị dịch vụ taxi gì, keo chỉ zin. Máy con này chạy êm khỏe luôn ạ nhá. Êm khỏe luôn. La răng sắt thôi nhưng mà nội thất thì đẹp và keo chỉ zin nguyên. Nội thất thì bộ ghế mới bọc lại sáng choang. Đấy các bác ạ, tầm 200 tự động không còn nên là Hương ơi. Lada Hương ơi, số tự động 200 không còn đâu ạ. Đợt này thì đa số là dòng xe rẻ này thôi anh em ơi. Model 27 AT không còn. Model 27 AT thì lanh quanh đâu đó sẽ dư vào tầm 250-260 anh ạ. 250-260-270 ví dụ thế. Tùy theo chất lượng đẹp hay không. Vừa rồi em bán một chiếc 216 chỉ có 255 thôi. Vừa rồi em bán chiếc 216-255 anh Kiên nhá. Đấy, anh Kiên ạ, con 216 vừa rồi em bán 255 Model 2010 chiếc này đang gửi tới cho anh chị em là tầm 128 128. Có bớt, có thương lượng, có hồ sơ vận chuyển toàn quốc. Anh Lâm Gia Bảo có nào vài chục không? Có chứ anh ơi. Vài chục có. Vài chục em có Matiz kìa. Matiz này. Rồi thì Lasetti Gentra. Đấy, Lasetti Gentra đều có cả. Mẫu này nó là Gentra nhưng mà chiếc này thì hơn trăm cơ. Chiếc này hơn trăm. Chiếc này thì tầm 128 cơ. Bắt đầu sống thực tế. Mô linh trang, mô linh trắng ạ. Có anh ơi. Đây mô linh trắng đây. Dòng này vẫn bị òa ga hả bác. Bây giờ em chia sẻ cho bác cái dòng này òa ga này. Những cái dòng này nếu như chạy taxi về dịch vụ ra là có òa ga. Đấy, vì sao? Vì chạy lâu ngày là cái cổ ga mới lại cái cảm biến chân ga nó mòn, nó mòn, nó sẽ bị dính nhau, nó òa. Nếu các bác muốn hết cái đấy thì chúng ta thay cái cảm biến đi là hết. Các bác ạ, thay cảm biến là hết nhưng mà phải biết thay. Các bác phải biết thay. Có những người không biết thay thì thay cũng không hết được. Đấy, thay không, thay xong không hết ngay đâu mà chúng ta còn phải chỉnh một vài thứ nữa thì nó mới hết được. Đấy các bác ạ. Có Civic 208 hay là 10. Em không còn anh ơi. Vâng ạ, cảm ơn anh em nhá. Modeling đấy thế nào bác họ Nguyễn Phờ. Họ Nguyễn Phờ là nó modeling thì em còn đây ạ. Đây các anh ơi. Rồi mà ok modeling đấy bao nhiêu? Bác họ Nguyễn Phờ. Một chiếc 2015 này. Chiếc 2015 này là chiếc modeling nhưng mà mẫu này thì là 2015 số sàn. Mẫu này thì bao nhiêu? Hồ sơ cầm tay rồi. Đấy, hồ sơ cầm tay rồi. Thì chiếc này về các bác ví dụ mua ngày hôm nay là ngày mai vào tên. Nếu bác nào mà ưng chiếc này, em sẽ hỗ trợ vào tên bao tên cho các bác luôn. Được chưa? Hỗ trợ bao tên cho bác luôn chiếc xe này. 2015 hồ sơ cầm tay sẵn rồi. Em bao tên luôn. Các bác không phải lo lắng gì, không cần phải đến chỗ nào hết. Các bác nhận xe tại nhà, hồ sơ giấy tờ chính chủ mình, được chưa? Giấy tờ chính chủ mình luôn, em sẽ bao cho bác luôn. 165 thôi anh ạ. Anh ơi 165 thôi, bao hẳn vào tên cho anh luôn. Đấy, anh chỉ cần ở nhà, anh không cần phải điêu hết. Anh chỉ cần cọc một ít tiền thôi, em sẽ vào tên đâu đấy cho anh, mang xe tận nhà, cho anh xem đúng tên mình không, đúng tên thì trả tiền. Đấy, và kiểm tra xe cái ngon lành. Màn hình cam lùi cam màn trình đầy đủ, keo chỉ zin, máy số zin. Nhá, không lỗi. Được chưa? Không lỗi thì mới nhận, còn nếu lỗi không nhận bỏ luôn, không cần. Đấy, lỗi bỏ luôn. Riêng cái dòng xe cứ tầm trên 150 này em cam kết cho bác là không lỗi luôn. Cam kết không lỗi luôn và keo chỉ zin hết. Đấy nhá. Keo chỉ zin, máy số zin hết cho nên yên tâm. Cứ thế mà múc thôi. Màu đỏ cũng có, màu trắng cũng có. 50 củ có anh ơi. À, có 50 củ anh ơi, chờ em một chút tí có 50 củ bây giờ em sẽ quay ngay cho anh ơi. 158 mà họ Nguyễn Phà Đồ. Nếu 158 thì anh ở đâu ạ? Anh họ Nguyễn Phà Đồ anh ở đâu ạ? Được, em chốt luôn này.
Đấy, ngày hôm nay em dứt máu luôn nhá. Hôm nay là tự nhiên là vào cái gọi các bác gọi là hôm nay vào dây điện nhá bạn. Hôm nay bắt đầu vào dây điện rồi đấy. Các bác nào ở đâu? Anh họ Nguyễn vào đồ ở đâu? Ở đâu em chốt ngay này. Thanh Hóa chốt luôn cho anh. Được chưa? Thanh Hóa chốt cho anh 158. Ok luôn, vào tên. Nhá, bao vào tên cho anh 158. Được chưa? Chốt này. Chốt nhá. Anh họ Nguyễn vào đồ anh để lại cho em cái dãy số điện thoại để em có thể là giao dịch cho anh để một lát nữa em alo luôn. 150 thì không được. Anh ơi, 150 thì rất hát là không được. 158 thì mày vào được. Vì thực sự ra các bác là chiếc xe này thì em cũng đã lấy về cứng cứng rồi. Vì xe nó còn nguyên bản, không có đâm đụng, không va chạm gì cả. Máy số cam kết luôn. Đúng rồi, cam kết keo chỉ máy số nguyên zin hết. Đấy, 2015. 2015 nhá. Và mẫu này là mẫu màu đỏ xịn luôn. 2015, la răng sắt như lốp láp đẹp. Và nội thất đẹp luôn, màn hình cam lùi cam hành trình đầy đủ. Màn hình cam lùi cam hành trình đầy đủ, không thiếu một cái gì. Các bác về không phải làm gì nữa luôn. Đây là ba anh em nhìn này, màn hình cam lùi nhá, cam hành trình trên đây này, cam hành trình trên đây. Đấy, các bác có cam hành trình và các bác là không phải làm bất cứ một cái gì. Máy số gầm bệ chắc chắn, chắc lịch luôn. Được chưa? Em sẽ hỗ trợ bảo tiền cho anh luôn, anh họ Nguyễn nhá. Anh họ Nguyễn vào đồ đâu? Được rồi, ok này, chốt cho anh này. Anh 6 là nếu 50 là 150 không được đâu ạ. Đời số thực tế 155, 155 không được anh ơi, 158 ok, chốt đúng 158. 158 em sút luôn cho các bác vào tên luôn. Em bao cả vào tên cho bác luôn nhá. Đấy, thoải mái chưa? Được chưa? Bao cả vào tên luôn, cam kết máy số keo chỉ zin. Đấy, chơi luôn mà. Ui, khi mà đã cứng rồi, khi mà xe đã cứng rồi thì em cam kết hết. Bất kể các bác ở đâu em vẫn cam kết được, cất ở chỗ nào cũng được. Có xe nào muốn chốt tự động không? Anh bảo thông em không còn anh ạ. Đấy, anh họ Nguyễn vào đồ nhá. Anh em chốt trước này đi ạ. Chốt trước này là 158 nhá. Rồi, chốt luôn cho anh 158 này. Đấy, với lúc này đang máu máu rồi mà các bác không nhanh là một lát nữa mà em mà không máu nữa là thôi đấy. Đấy, được không ạ? Ok bác à, trang phục đồ nữa là cho hộ cái số điện thoại này nhá. Cho cái dãy số này cho em nhá. 50 củ đâu? Ok, bác Honda Huy Hậu chờ em một chút, 50 củ sẽ có luôn. Bác Lương Món ơi, đấy, Facebook kết này không này bác, đúng rồi, hôm nay like không này Facebook. Hôm nay không lên Facebook nhá. Con này có hỗ trợ góp không? Anh ơi, góp rất khó anh ạ, góp cực kỳ khó luôn, cho nên em khuyên các bác là không nên góp nữa mà lên trực tiếp trả đi. Góp lằng ngoằng lắm, em nói thật là bao nhiêu khách rồi. Góp mà có khách thì mãi không góp được. Có khách mà đủ góp, đủ điều kiện góp và chuẩn bị trả ngân thì người ta lại lo đủ tiền. Cho nên là người ta bảo thôi không góp nữa, góp lãi suất cao lắm, lãi suất cao 1,6 một tháng, người cứng lắm. Ở bên em có một chiếc Morning nhá, cũng là Morning nhảy 2016 này. Anh em ơi, 2016 này. Sport test 21 không còn anh ơi, anh Đại Giá ơi. Anh Bá Đại nhá. Ok anh Văn 88, cảm ơn anh rất nhiều. 2016 mẫu này cũng 1.2 và sạch sẽ con gà. Nhưng mẫu này thì cao hơn trước kia 10 củ là 175. 175 các bác ạ. Bác nào thích màu trắng thì in con này đi. Đấy, bác nào thích màu trắng thì in con này đi. Mẫu này thì cũng như con kia thôi, nó cao hơn một đời anh em ạ. Đấy, màu trắng là riêng biệt, màu đỏ riêng biệt. Bác nào thích màu trắng thì chơi con này. Bác nào thích màu đỏ thì chơi con bên đây. Đấy, được chưa? Con nào cũng được, em sẽ hỗ trợ bao bỏ tiền cho các bác luôn trên toàn quốc này, chỗ nào cũng được. Được chưa? Thoải mái quá nhá. Vôi, chào các bác rất nhiều, cảm ơn các anh em rất nhiều. Y10 19 không còn nhá. Y10 19 không còn ạ. Ok, xe chất luôn, bác Múc Trần ơi, bác Đại Bá. Bác Đời Sống Thực Tế quay Morning, quay Morning trắng đây, đúng rồi. Đây đang quay cho Đời Sống Thực Tế xem con Morning trắng này. 2016 và phiên bản số sàn. Mẫu này đang gửi tới cho anh chị em 175. 175 bao vào tên. Đấy, 175 bao vào tên. Thì Morning trắng không biển bao nhiêu? 175 anh ơi. 175 đời 2016, xe zin hết từ keo chỉ của cả máy số. Từ cột kèo keo chỉ máy số zin hết. Đấy, màn hình cam lùi Android đầy đủ hết, không thiếu gì. Phiên bản này là mà cái dòng nghe xe nguyên zin. Máy số chất rồi, gầm bệ con này và keo chỉ zin rồi. Và mẫu này đang gửi tới cho bác là 175. Đấy, 175. Bác nào ưng chiếc này được thì em sẽ hỗ trợ vào tên luôn. Được chưa? Vào tên cho các bác luôn, thế cho nó sướng. Bác nào thích em vào tên luôn. Nhá, và thích vào tên luôn này. Được chưa? Còn chiếc xe đỏ kia thì em đã có thông tin của anh Ngọc Ngọc Pro gì đấy. Tí em quay lại nha. Được chưa? Chốt luôn đúng không ạ? Tính sư tử, tính tử thết ở chốt luôn. Đấy, ok, tính tử thế nhá, chốt luôn chỗ này này. Asen không còn anh ơi, không còn Asen, giờ cho anh Mai Phạm, cảm ơn Mai Phạm nhá. Coi 50 củ à. Đây, 50 củ đây. Bác em rất ưu tiên bác này, đây 50 củ đây, em sẽ quay một chiếc xe mà thực sự ra là nó rất là đẹp luôn và chỉ có tầm 50 thôi anh nhá. Mẫu xe này là 2005 này. 2005 này các bác này. Đấy, phiên bản số sàn và xe tư nhân. Xe tư nhân này, nội ngoại thất đẹp, màu sơn độc lạ luôn. Cũng như là la răng đúc lốp đẹp. La răng đúc lốp đẹp. Và mẫu này thì đang chào bán là 58 cơ.
Nhưng mà nếu ngày hôm nay các bác mà chốt 50, ok chốt luôn, được chưa? 50 chốt luôn, được nhá. Có màn hình cam núi Android cỡ lớn rồi anh em này. Đấy, đang bán là 58 nhưng mà chốt luôn 50 luôn. À, em ở thành phố Hải Dương nha anh Ngọc Anh ơi. Và Ngọc Long 7 này, cửa hàng mình ở đâu? Em ở thành phố Hải Dương. Cháu Thành Lam, Lam Định và Xa Lati 21 còn không? Còn chứ ạ. Lati 21 còn. À, anh Lam, Lam Tam Minh nhá. Anh Lam Tam Minh là Lati còn ạ. À. Ok, còn Lati từ 205, 204, 205, 209 cho đến 211 đều có hết. 2005 mẫu này đang gửi tới cho bác là tầm 58 củ và bây giờ chỉ còn 50 thôi. Đời sống thực tế là 70 con gì đấy ạ. Ok anh, chốt luôn 70. Chốt anh 170 luôn anh nhá. Đấy, cháu mức trần xe chất. Cảm ơn anh rất nhiều. À, có Morning Van không ạ? Van hiện là Morning Van không còn nhưng còn Spark Van. Đây, thưa các bạn ơi. Chiếc van này là 2016, đăng ký 2017, là mẫu xe nguyên zin. Anh chị em để ý cho anh em nhé. Mẫu xe nguyên zin, không lỗi, không đâm đụng. Mẫu xe nguyên zin không lỗi, không đâm đụng. Và mẫu này thì đang gửi tới cho các bác chỉ có đâu loanh quanh tầm 145 thôi. Là bao vào tiền cho bác trên toàn quốc được rồi. Đấy, 145 bao tiền toàn quốc luôn. Anh em nào thích con nào cứ vào việc. Bớt cho em một tí nữa đi em bao vào tiền rồi. Thoải mái được ạ. Ok anh đời xuống thực tế nha. Chốt cho anh con màu trắng đấy. Chốt cho màu trắng 170. Ok anh nhá, chốt luôn ạ. Đấy anh em chứng không? Riêng cho đường bán xe là máu lắm. Khi các bác đã máu rồi em máu ngay. Em chơi khô máu luôn không phải lo gì cả. Đấy, ok trang chính nha. Cảm ơn trang chính rất nhiều. Tầm 200 ạ, tầm 200 không còn, dưới 200 thôi. Tầm 175 đổ lại. Đấy. Chiếc này là 2016 đăng ký 2017, zin nguyên toàn tập, máy số chất gầm bẹ ngon lành. Và xe thì quá đẹp rồi. Chỉ có tầm 145 thôi. 145 chiếc này thì gọi là cứ bao hồ sơ bao vận chuyển toàn quốc. Em bao bảo tên cho các bác trên toàn quốc luôn. Đấy, bác là ưng chưa? Bác là ưng chiếc này chưa? Ok, bác Lam Tư Linh là cho xem con La 11 đây ạ. La 11 ok, cửa tầm 30 thì tập lái có, vẫn còn. Cửa tầm 30 tập lái vẫn còn nhá. Và Tú 79 cảm ơn anh. Đây ạ, một chiếc La 2011 phiên bản số sàn máy 1.6. Máy 1.6 đây, phiên bản số sàn máy 1.6 đây. Là mẫu xe tư nhân từ đầu, không dịch vụ taxi, đăng kiểm còn dài. Là mẫu xe tư nhân từ đầu nhá, không dịch vụ taxi, đăng kiểm còn dài ạ. Phiên bản này đang gửi tới cho các bác là 135. Đấy, 135 thôi. Màn hình cam lùi to tướng đây rồi. Đấy, mẫu này thì đúng là cam hành trình ở trên đây luôn, có cả luôn. Đấy các bác ạ, nhớ Tú 79, ok bác Tú 79 đã chia sẻ và follow, cảm ơn anh rất nhiều. 2011 phiên bản này đang gửi tới cho các bác với giá là 135. Được chưa? 135 này, nội thất đẹp sạch sẽ gọn gàng, keo chỉ gần như là zin hết. Máy số chất gầm bệ con này không biết han mọt là cái gì cả, máy số nhá. Máy số gầm bệ cực kỳ ngon luôn. 2011. Đấy các bác để ý cho em nhé. Mẫu như thế này mà các bác không để ý nữa thì còn gì đúng không ạ? 125 vào việc Thành Nam Định vào việc được không? 125 thì em chỉ bán ở tại đây thôi anh ạ. Tại đây bán được, còn nếu em bao cái gì em không bao nữa. Anh nhá, anh Thành Nam Định ơi, 125 em bán tại đây luôn. Ok, chốt cho anh 125 tại đây. Không bao thêm một cái gì nữa, anh phải đến tận đây lấy xe nhá. Anh nhá, anh có thể cọc xe hoặc đến xem trực tiếp để anh lấy xe về cũng được. Phiên bản số sàn và xe tư nhân biển Thanh Hóa. Và zin hết nha, các bác ơi zin hết này. Nội thất đẹp lắm, sạch sẽ gọn gàng lắm và gầm con này thì đúng là gầm con này thì đúng là cái dòng gọi là sắc choang rồi. Đấy, được chưa? Anh Thành Nam đấy chưa? Ok luôn nhá. Xe đẹp luôn ạ, à, anh ơi. Đấy, 125 này em chốt luôn ở đây luôn. Chốt luôn tại đây, không phải lo lắng gì cả. Đấy, cơ là 125 là ok. Đấy, nói chung là có bớt anh em ạ, có bớt có vào việc thoải mái luôn, không phải lo. Còn bên đây là một chiếc Hyundai Getz 2008 máy 1.4. Dòng này là Click nhá. Getz Click này. 2008 máy 1.4. Địa chỉ thì Thành Nam Định là cứ sang thành phố Hải Dương nhá. Thành Nam Định cứ sang thành phố Hải Dương là kiểu gì anh em mà gặp nhau. Qua cao tốc từ qua lút xuống cao tốc Hà Nội Hải Dương ấy chỉ có 2 km thôi là gặp thôi. Đấy. Thành Nam Định có thể vào Xuân Hùng ô tô HD hoặc là vào những dãy như là 896 108 883 là chúng ta có thể là gặp nhau được rồi. Đấy, ok nhá. Địa chỉ thì một lát nữa sẽ có bạn cho địa chỉ nhá. Thành Nam Định cứ chờ em một chút. Một lát nữa sẽ có bạn cho địa chỉ lên. 2008 cho mẫu này thì lại chỉ có 115 thôi. 115 thôi này. Lại bao hồ sơ vận chuyển toàn quốc cho anh chị em này. 115 thôi, anh em để ý nhá. 115 cho chiếc này thôi. Đấy, rất là sướng luôn. Đấy được ạ, các bác nhá. Thì các bác ơi, em vẫn bảo rồi các bác rồi. Anh em bán xe thì em sẽ các bác phải lưng lên, được chưa? Các bác làm sao cứ lưng lên một tí và em tụt xuống một tí thì chúng ta gặp nhau đoạn giữa đúng không ạ? Gặp nhau đoạn giữa chốt là một phát là sướng luôn. Đó nhá, chốt đoạn giữa là chốt mà cái sướng nhất. Cả hai bên cùng vui.
125 mà bao hồ sơ thì không được. Đấy thì không được, không được. 125, 125 là bán tại đây thôi, không lo là cái gì đâu. Thành Nam Định nhá. Nếu 125 muốn bao hồ sơ thì tìm con khác. Tìm con khác để dễ hơn. Có một con 209. Có một con 209 thì 115 thôi, bao hồ sơ luôn. Nhá, có một con 209 115 bao hồ sơ luôn. Còn con này thì không được. Con này 125 không bao được. Đấy, có con 209 thì 115 thôi, bao hồ sơ thoải mái. Hoặc là anh có thể để ý xem, để ý sang một số giống mẫu như là Gencha. Gencha thì nó rẻ hơn một chút mà zin hơn. Đấy, Gencha em cũng có mấy mẫu, chỉ có tư nhân. Tư nhân từ đầu không dịch vụ taxi nhá. Và khá đẹp, anh Thành Nam Định ơi. Nhá, anh Thành Nam Định thoải mái ạ. Bên đây một chiếc ghét 2008 mẫu này đang gửi tới cho các bác là ghét đắt đó không ách. Ghét này chỉ có 115 thôi. Con 125 là xe nhập hay xe Việt anh ạ? Xe Việt nhá. Xe nhập thì giá nó cao hơn anh ạ. Xe Việt là xe nhập giá cao hơn. Con này xe Việt cho nó giá rẻ thôi. Còn chiếc ghét này thì là nhập khẩu 100%, máy 1.4, xe tư nhân từ đầu, không dịch vụ, không taxi. Các bác ạ, không dịch vụ, không taxi. Phiên bản số sàn và em đang gửi tới cho các bác chỉ có 115 thôi. 115 bao hồ sơ vận chuyển toàn quốc. Anh em ưng chiếc nào là chúng ta vào việc luôn. Được chưa? Đấy, ưng chiếc nào vào việc luôn cho nó sướng. Ok, anh Bảo An này, chúc các bác mạnh khỏe, bán nhiều chiều xe. Ok, cảm ơn anh rất nhiều. Chào bác Thái Ngọc nhá. Cảm ơn anh đã follow này, cảm ơn các bác rất nhiều. Và bên đây thì em có một chiếc này, là chiếc này là chỉ có 208 thôi, nhưng mà nó là một xe tư nhân một chủ từ đầu. Đấy. Rồi, ok, morning xem lại. 2008 một chủ từ đầu. Máy này, mẫu này thì các bác yên tâm đi, mua về cứ thế mà đi thôi, nhập khẩu thì nó mới rồi. Nó là cái dòng xe chất lượng rồi. Em chuyển sang một chiếc, đây các bác có thể để ý cho em này. Rồi từ từ sẽ có morning. Số tự động này không còn, số tự động bây giờ chỉ còn một duy nhất, còn chiếc C180 thôi. Bên đây em có một mẫu xe nhập khẩu đây. Anh em ơi, nhập khẩu đây này. Nhập khẩu nguyên chiếc với phiên bản số sàn và biển 37 đấy. Biển 37. Dòng này thì keo chỉ nguyên zin cũng như là xe tư nhân chính chủ. Một chiếc xe này là 10 2010. 2010 nhập khẩu nguyên chiếc, mẫu này đang gửi tới cho các bác là tầm 150. Đấy, 150 thôi anh em nhé. Này không live fanpage, đúng rồi, không live luôn không anh ơi. Hôm nay anh chưa không live fanpage. Fanpage buổi trưa rồi, buổi tối anh dành cho YouTube và TikTok. 2010 đang gửi tới cho bác là 150 củ. 150 củ cho chiếc 2010 này. Phiên bản này em đang gửi tới cho bác 150 thôi. Vô lăng túi khí 4 chấu, điều hòa mát lạnh và có gương kính chỉnh điện đầy đủ, cũng như là màn hình cam nùi Android cỡ lớn rồi. Ok, cảm ơn các bác nhá. Bác nào đang xem mà chưa follow thì bấm nút follow, anh em mình gặp nhau trong những buổi live stream như thế này. Đấy, chúng ta sẽ gặp nhau trong những tiểu buổi live stream vào tối hoặc là ban ngày như thế này để cho nó vui vẻ và chúng ta biết được nhiều xe hơn, được chưa? Vâng, cảm ơn anh Toàn nhá. Cảm ơn anh Toàn rất nhiều. Cảm ơn anh, cảm ơn Trần Phương. Anh Toàn đã gửi một bò hồng, cảm ơn anh rất nhiều. 2009 cho mẫu xe đây là chiếc xà bắc đây, 2009 xà bắc. 2009 này thì phiên bản số sàn và em đang gửi tới cho các bác là tầm 75 củ. Đấy, 75 củ rồi. 75 củ cho mẫu này này. Nội thất sạch sẽ gọn gàng. Màn hình cam nùi Android cỡ lớn và cam hành trình đầy đủ. Cũng như là có gương kính chỉnh điện gập điện. Đấy, gương kính chỉnh điện gập điện. Màu vàng cát, xe tư nhân biển 36. Mẫu này có gương kính chỉnh điện luôn đây các bác nhìn này, gương kính chỉnh điện này đầy đủ này. Phiên bản số sàn mà đang gửi tới cho anh chị em là 75 củ thôi. 75 củ cho mẫu này. Các bác nào ưng chiếc nào thì chúng ta vào việc đi ạ. Các bác ưng chiếc nào thì chúng ta vào việc đi ạ. Phiên bản số sàn và máy chiếc này là máy 0.8. Đấy, 0.8 thôi. Phiên bản này các bác có thể để ý cho. Ok, anh Toàn cũng mua lắm nhưng mà chưa lấy được bằng, không sao. Anh em cứ để ý đi. Anh em càng như thế thì chúng ta càng phải cần phải theo dõi. Anh Toàn nhá. Như thế thì các anh càng phải theo dõi để làm sao để cho đến lúc mà nó là chúng ta mà cảm thấy ưng ý phát nào sút luôn. Đấy, không phải chờ lâu nữa. Anh hải sản biển Quý Hương nhé, cảm ơn anh ạ. Phú Yên, xe đạp chắc xe bắc này vào trong Nam khoảng 200. Không, làm gì đến. Anh ơi, vào trong Nam nó cũng chỉ tầm 100 thôi. Vào trong Nam sẽ bán 100 đấy anh ạ. Vì em bán trong xe rất nhiều, ở miền Bắc thì nó rẻ không. Chạy một mạch vào Đồng Nai thì không chạy được đâu anh ơi nhé. Chiếc này chạy một mạch Đồng Nai không chạy được. Em cứ khuyên luôn các bác là không chạy được. Nếu các bác muốn chạy một mạch Đồng Nai thì mua Gencha hoặc Lasetti, hoặc là như cái chiếc Morning này này thì các bác có thể chạy một mạch Đồng Nai được. Chứ còn bây giờ mà chạy chiếc này một mạch Đồng Nai, em khuyên các bác là không lên chạy, và không chạy được đâu. Về mẫu này là cái mẫu xe nhẹ, cái máy nó bé lắm các bạn, máy bé lắm mà đi đường dài như quá như thế thì không được. Em bán xe em rất muốn bán nhưng mà em phải tư vấn thật cho các bác. Chứ các bác mà ví dụ như bây giờ em cứ bảo các bác chạy được thì không may các bác ra đây thật mà các bác chạy về ngang đường mà chết làm sao thì em mang tiếng lắm, em không chơi.
Em tư vấn nó phải tư vấn chuẩn, phải đúng để cho người ta biết rằng à nó phải thật. Chứ còn bây giờ mà tư vấn mà cứ thích vẫn tư vấn làm sao để cho bán được hàng thôi thì nó đơn giản lắm. Như thế thì lần thứ nhất, lần thứ hai không bán được đâu. Em xem Gencha, ok có Gencha. Gencha nhá, ok Gencha còn rất nhiều luôn. Đấy các bác nhá, trước này 75 củ thì có bớt có thương lượng. Và anh em nào ra đây lấy về thì tốt nhất là anh em ra đây xong rồi ship xe lồng vào thôi. Chứ chạy trực tiếp vào trong Đồng Nai không chạy được đâu. Đấy em mới đây anh, em mới đây anh công nhân Huân rồi. Rồi đấy ok anh em nhá, thoải mái đi. Được chưa? Như chiếc này thì đã bao chạy được này, chạy thoải mái này. Đây Gencha đây. Gencha em có những mẫu xe là 209. Đây các bác là 209 này. Xe tư nhân biển 98 và mẫu này là zin toàn tập luôn. Mẫu này zin toàn tập luôn cho các này. Chạy về Sơn La thì được. Ok, chạy Sơn La được, chạy Sơn La đấy chỉ hết tầm 300 cây, hơn 300 cây thôi. Nói chung là đi được, chứ còn nếu chạy tận trong miền Nam đi đường dài không chịu đâu. Em nói thật các bác ấy, đi đường dài không may nó ạch ra đấy cái là thôi mang tiếng em không chơi. Cho nên em phải chia sẻ bác chiếc nào chạy được. Những dòng này là chạy được này. Những chiếc này thì em cam kết cho bác là chạy bác làm được này. Modeling nãy giá sao ạ? Ok, Modeling là 216 màu trắng. Thì mẫu đấy đang bán 175. Đấy, chiếc này 2009 đây anh em ơi. La răng đúc lốp đẹp luôn này. Và gầm bệ chiếc này thì đúng là ok nhá. La răng đúc lốp đẹp dày và sạch sẽ gọn gàng, Michelin luôn. Với phiên bản này em đang gửi tới cho bác là 118. 118 bao vận chuyển toàn quốc anh em ơi. Bao vận chuyển toàn quốc để các bác mua về thoải mái đi luôn, không phải lo lắng gì nhá. Bao vận chuyển toàn quốc cho này 118 thôi. Được chưa? 118. Mẫu này là mẫu xe tư nhân từ đầu, không dịch vụ taxi cho nên mới có giá này. Còn nếu mẫu xe và taxi ra thì sẽ thấp hơn. Em mới bán một chiếc như thế này 108, à 103 em bao cả vào tiền cho khách hàng luôn. Đấy, nhưng mà mẫu đấy em nói thật là taxi dịch vụ ra. Taxi dịch vụ ra thì mới có giá đấy thôi. Còn chiếc này là xe tư nhân từ đầu, sẽ không dịch vụ taxi và keo chỉ nguyên zin, đồ đạc còn mới như thế này. Màn hình cam núi Android em vừa lắp ngày hôm qua. Xe Bắc là 75 củ anh ơi. Anh Cương Sport là anh Cương Shop là xe Bắc 75 củ có bớt. Nhá, xe Bắc 75 củ có bớt và chiếc này là zin nguyên tầm tập này. Chiếc này zin nguyên tầm tập và đang bán 115. 115 cho các bác chiếc này. Nếu bác nào ưng chiếc này thì ok luôn ạ, chơi luôn nhá. Chào anh Sơn Sắt ạ, chào anh Quang Phạn ạ. Vâng. Cháu lương bác lương móm ạ, lương lẹo ạ. Vâng. Xe Bắc em xem xe Bắc, xe Bắc tí nữa em đang quay chiếc này. Đấy chiếc này thì đâu 118, 118 và nếu như các bác muốn rẻ hơn nữa, chạy khỏe hơn nữa, 115 bao hồ sơ chốt luôn anh ơi. Thoải mái luôn, em nói thật em cứ bán. Em đã bảo rồi các bác ơi, các bác cứ hạ xuống em lưng lên. Các bác lưng lên em hạ xuống mỗi người một tí thôi là chúng ta gặp nhau ở đoạn giữa mà em nói thật các bác ơi, gặp nhau đoạn giữa là cái đoạn mà thích nhất ấy. Đấy, cái đoạn đấy là đoạn chốt đúng không ạ? Mà chốt cả hai bên cùng sướng luôn. Bên thì bán được hàng mà bên thì mua được hàng. Đấy. Cho nên anh em mình vui lắm, trốn chốt đoạn giữa là vui lắm, sướng lắm. Ok anh Toàn nhá, cảm ơn anh Toàn rất nhiều. Còn bên đây ạ, nếu bác nào mà thích cái dòng xe rẻ hơn một chút nữa thì chỉ có tầm chưa đến 80 thôi. Chưa đến 80 chiếc này nè, 2004 chưa đến 80. Cũng là răng đúc phanh đĩa 4 bánh. Đây này. Đấy, là răng đúc nhá, phanh đĩa 4 bánh này, sơn xi nội thất đẹp, sơn xi nội thất đẹp. Đây nội thất đây, sơn xi đẹp, nội thất đẹp. Máy số chất cầm bệ ngon này. Phiên bản này đang gửi tới cho các bác 78 củ thôi. Anh Bảo Ngọc ơi, nếu xe nếu vậy hả, xuống đoạn giữa là 100 rồi. Ôi trời ơi sao lại xuống 100, anh em làm như thế thì chết. Đoạn giữa tức là người ở trên người ở dưới, đoạn giữa nó phải, đoạn giữa nó phải ở ở cái mức tầm 11 chứ. Đúng không ạ? 118 thì giữa đôi hai cái đấy chia đôi ra nó phải ở 11 chứ, ở 101 nhá. Ok nhá, chơi mốt luôn cho bác cho nó sướng. Chứ 100 thì không được đâu. Đấy đó nhá. Gọi là người lên trên, người lên người xuống. Có người thì lưng lên, có người thì hạ xuống một tí. Thế là gặp nhau đoạn giữa. Đoạn giữa vừa thích vừa sướng, lại vừa ngon. Đấy, lại nhớ nhau suốt đời. Đấy, quý chưa. 2004 cho mẫu này thì đang gửi tới cho bác là 78 củ thôi. 78 củ cho mẫu này nhá. Phiên bản số sàn và xe thì khá là sạch sẽ gọn gàng rồi. Đăng kiểm tháng 7-24. Đăng kiểm tháng 7-24. Bác chào bạn Tây Linh đã follow, cảm ơn anh rất nhiều. Bác Quang Quài, các Bảo Ngọc. Đấy anh nhá, 100 thì không làm gì được, 101 đi. Anh em mình vào việc luôn. Mẫu này là 78 củ đấy nhá, 78 củ anh em chưa. Đã follow cháu chim trời bốn mùa, cảm ơn anh rất nhiều, cảm ơn bác nhá. Đấy 78 củ cho mẫu này thôi. Sạch sẽ gọn gàng, sơn xi mới. Sơn xi là em mới về em dọn dẹp tỉa đấy, đánh bóng đâu đấy ngon lành. La răng đúc lốp đẹp, màn hình cam nùi lắp đủ rồi. Đấy mức tiêu hao con này nó rơi vào tầm 6 lít cho đến 7 lít thôi. Anh ạ, 6 lít trên 7 lít thôi, dòng này chạy tiết kiệm lắm. Đấy, 6 lít 7 lít thôi. Dòng này là máy 1.5, cho nên là ăn như thế là quá hợp lý và đúng rồi. Đúng theo tiêu chuẩn rồi. Chiếc bên này là 1.8 thì ăn hơn một chút anh em ạ.
chiếc máy này 1.8 thì nó rơi vào tầm 8 lít cho đến 9 lít ví dụ thế, lanh quanh thế thôi mà bỏ ra có mấy chục, đúng không ạ? Bỏ ra có mấy chục mà chúng ta được chiếc xe đi là đi đến nơi về đến chốn chắc lịch như thế này thì tội gì đâu ạ. Đấy các bác ơi, làm sao chúng ta nghĩ nó thoáng thoáng lên một chút thì chúng ta mới có xe đi được, chứ còn lúc nào cũng gọi là cũng có người ấy là rất thích mua nhưng mà cao thì không tới mà dưới thì không thông, thế cho nên là rất khó, thôi lại đi về. Thế toàn cái công mà các bác đi lại đi xem xe đi bao nhiêu ngày tháng, em đã gặp trường hợp có những khách hàng đi xem 2 tháng rồi không mua nổi con xe nào. Đấy, 2 tháng rồi. Từ 2 tháng trước xong đi xem các nơi và bác có chia sẻ là em đi gần hết miền Bắc rồi mà vẫn không mua được con nào. Thì em tính ra cái tiền mà các bác đi xem 2 tháng đấy chắc phải bằng con xe này rồi. Bằng con xe vàng vàng này rồi. Đấy, cho nên là thôi các bác ạ, làm sao tìm cái đơn vị nào mà cảm thấy ưng ưng, cảm thấy là hợp lý thì mình mua. Em không khuyên các bác mua ở đơn vị nào cả, mà bác lên tìm một đơn vị nào đó mình cảm thấy rằng à cái đơn vị này mình cảm thấy tin tưởng, mình cảm thấy hay, mình cảm thấy được, bán thế là được thì mình mua. Thế thôi. Chứ còn người ta bây giờ em nói thật các bác, bán người ta cũng phải có một tí lãi chứ không mãi không bán được đâu. Anh nhá. Đấy, tôi mua Avel của ông bạn đi ngon bổ rẻ, anh Kim Đại Phát hình như ở trong Đà Nẵng đúng không ạ? Anh Kiên Đại Phát ở trong Đà Nẵng hay ở ngoài Quảng Ninh nhỉ? Có một ông có bạn ở Quảng Ninh. Quảng Ninh nào Quảng Ninh mà nhà ở Thái Bình. Là con Avel con đấy thì đúng rồi, sướng rồi, nó là xe tư nhân một chủ mà. Lamborghini có anh Hà Bảo ơi. Thích muôn. Đúng rồi, đây là bác Tiến Minh là thích mua xe làm gì nhiều. À, thích mua luôn xem làm gì nhiều. Ôi giời, đúng rồi. Làm ăn quá. Cảm ơn anh, bác Bảo Hà, Lamborghini tí có. Rồi, ok. À, rồi bác Lương Nẹo lại có cái xe trắng sọc đen đằng sau đấy, đúng rồi, chính xác đấy, Lamborghini đấy các bác ạ, Lamborghini của em đấy. Innova có anh ơi, sợ anh sợ phải chào về mà không về được. Gọi là cái câu chuyện ngày xưa là có một ông đi Simpson đến chơi tán gái xong là chào bác em cháu về nhé, thế là tầm 15 phút ra vẫn thấy ặc cái lè ở ngoài, đúng không ạ, vẫn ặc cái lè ở ngoài, không biết là sao chưa về vẫn ặc cái lè ở ngoài. Ngày xưa thôi các bác ơi, bây giờ nó không thế đâu. Bây giờ xe cộ ngon lành hết rồi, kể cả những chiếc xe mà Lamborghini này nhá, các bác về ra để xèo phát lổ luôn, không lo lắng gì cả, để xèo phát lổ về luôn. Đấy, chỉ sợ là các bác giữ lại thôi, đến nhà bác chơi thấy có ô tô lại giữ lại thôi, bác ơi cháu ơi ở đây mai về, sợ nhất là một cháu ơi mai về mới khó, chứ còn sợ về ngay thì dễ lắm. Thời điểm này là sợ giữ lại thôi, chứ còn về thì dễ, không có gì khó cả. Ngày xưa về khó, bây giờ về dễ, không có gì khó. Đấy, ok anh em nhá. Anh lổ thử xe được không, nhìn thích rồi đó. Bác Đương Nhạo ơi, lổ thử à? Úi dồi, bây giờ em một tay like, một tay đấy là không lổ đâu. Anh ơi, anh em nào thích để lại số điện thoại đi. Mai em cho xem lổ máy đâu đấy ngon lành luôn. Đâu nhá. Đấy, i10 có, i10. Ok. Đấy các bác, bác Lương Đương Nhạo là cảm ơn anh. Đấy, anh em ơi, anh em nào mà chưa follow thì follow đi. Trước này là bao nhiêu? 38 củ. 38 củ trước này là bớt cho bác này. Bớt cho bác 5 củ luôn trên livestream còn 33 này. Đấy, còn 33 luôn. Được chưa? 33 lên đường luôn. Các bác là thích không? 33 em bao đăng kiểm mà trước này hết đăng kiểm rồi. Đây này. Trước này hết đăng kiểm rồi nhá. 33 này em bao đăng kiểm mới. Trước này là hết từ 21 tháng 3 rồi. Em sẽ bao đăng kiểm mới cho các bác và đúng 33 củ xong luôn. Ship tận nhà. Anh em nào thích đúng là ship tận nhà luôn. Anh Thắng Phạm ơi, cảm ơn anh nhá. Xander không quản anh ơi. Cảm ơn anh. Đấy, ok Tiến Minh nhá. Chào ông Nguyễn Duẩn này. Cảm ơn bắt tôi Vương Tôi Nghèo này, bác Lương Nẹo là Long Lương 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 Nẹo và cảm ơn anh nhá. 1993 thôi, trước này thì đời sâu một chút nhưng thôi được rồi. 30 hơn 30 thế là ngon rồi. Đúng chưa? 30 hơn ngon rồi. Ờ à, từ từ để em lổ máy nhá. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng. Ra lổ máy con này. Để kéo cái bình nhá. Con này để luôn bình chắc là hơi kém. Kéo cái máy lổ hot con này để cho anh em xem mà chốt luôn này. Quay i10 ok đấy nhá. Em ra quay i10 xong để tiếc các anh em lổ nhá. Kéo bình ra câu phát lổ ngay. Cái con này để lâu khả năng bình yếu. 2015 đây anh em ơi. Đấy, đăng kiểm xong hết mà mình có đăng kiểm lại không? Có chứ ơi, con này làm gì có hạn đâu anh. Con đấy không có hạn gì cả nhá. Đấy, dòng xe 5 chỗ này không có hạn, anh cứ đăng kiểm xong anh em sẽ đăng kiểm mới cho anh để an toàn và chất lượng là không có vấn đề gì, xanh chấp không phạt nguội cũng như hành lang pháp lý đầy đủ. Lần sau anh đi anh cứ lại đăng kiểm bình thường thôi, không gì cả, và chiếc đấy chỉ đăng kiểm được 6 tháng mà thôi. 6 tháng mà thôi nhá. Innova có nhưng mà bởi ban ngày thôi anh ạ. Innova thì ban ngày mới có đây, còn tối thì anh em đi về quê rồi, không còn. Đấy, i10 shop đây, i10 đây, i10 em có 2 chiếc, 3 chiếc. Em có 2 chiếc nhá, chiếc này và một chiếc nữa. Có một chiếc 215 này và còn một chiếc 215 nữa, nhưng mà chiếc 215 nữa đang đi về. Chiếc này 2015 và phiên bản số sàn đang gửi tới cho bác là tầm 175. 175 ghét có luôn ạ, ghét có luôn. i10 175 anh ơi. Con này là màu bạc anh ơi, màu bạc nhá, 175.
phiên bản số sàn và phiên bản số sàn máy 1.0. À, lỗi rồi phải không? Lỗi chưa? Ôi, xào phát lỗi ngay à? À không phải Bình à, tướng Bí Nhu Bình. Đây các bác này. À, xào phát lỗi ngay là. Xào phát lỗi ngay. Đấy, ô mình tưởng phải Bình, thế là Bình vẫn khỏe à? Bình khỏe. Tướng Bình yếu, thì hôm nọ. Hôm nọ cái đấy, đấy, hôm nọ tướng Bình yếu. Bật đèn lên cho nó sáng. Đấy, Lamborghini 33 củ nhá, anh em nào thích 33 củ luôn. Được chưa? Đây. Anh Lamborghini này, để bao nhiêu ngày để xào phát lỗi luôn. Mở máy êm ru luôn này. Về dòng này là gì ạ? Dòng này là dòng xe của Nhật mà, cho nên là bền lắm, Nissan nhá. Nissan của Nhật luôn. Máy 1.6 bốn máy. Đấy. Đấy máy êm chưa các bác thấy không? Êm mà. Ôi giời. Trước này mà nếu như để các bác mua về mà chạy tập lái mà 3 4 người tập lái đây các bác nhìn này. Về cabo các biết không lỗi gì nhá. Không lỗi gì luôn, cabo đẹp như thế này này. Không lỗi là tất cả từ trên đây là rất đẹp luôn này, tròn vịa hết này. Không mất một cái gì luôn. Đấy máy lỗ êm này mà. Đây sạc cái lỗ rồi. Về dòng này là dòng của Nhật cho nên là rất là lành. Biển Hà Nội luôn. Đấy, biển Hà Nội luôn nha anh nhá, được chưa? Phiên bản số sàn biển Hà Nội luôn. Đấy, đèn sáng thoải mái. Đăng kiểm em đăng kiểm mới cho nên yên tâm rồi các bác nhá. Rồi nhiệt tình như chủ này, không mua cho anh cũng phí một phụ lòng, không sao anh ơi. Em thoải mái, lổ máy rồi bốn bánh quay đầu, đúng rồi, máy lổ quả kêu bốn bánh quay đầu. Đấy, được chưa? Máy lổ êm xịt luôn anh ạ. Rõ ràng nhá, nếu như cái xe mà để lâu, nếu con nào kém nhá, để lâu là không lổ được. Em tưởng là con này nó hơi yếu bình nhưng mà nhìn khỏe, để sạch cái lổ ngay. Gần như không cần phải câu. Không phải câu luôn đấy. Đấy, 33 củ anh em nhá. 33 củ anh em nào chơi chơi luôn. Nháy pha cho nó chất, nháy pha không ai ngồi trong. Ok luôn. Đấy, em cứ để cho lỗ cho nó xuống nhá. Được chưa? À, tài chính 100 thì có luôn. Đấy lại bắt đầu quay sang i10. i10 này thì các bác ơi, yên tâm luôn. i10 này là phiên bản số sàn và xe tư nhân nhập khẩu nguyên chiếc. Nhập khẩu nguyên chiếc, phiên bản này đang gửi tới cho các bác là tầm 175 có bớt có thương lượng nhá. Có 100 thì là để nó về chạy dịch vụ là hơi yếu. Nếu 100 về chạy dịch vụ là hơi yếu như tầm hơn trăm như trước này này. Đấy, như trước này trở lên là chúng ta có thể là mua về chạy dịch vụ là ok này. 2009 và mẫu này xe tư nhân từ đầu. Xe tư nhân từ đầu, la răng đúc lốp đẹp, sạch sẽ gọn gàng luôn. Và nội thất cũng đẹp luôn, keo chỉ zin máy số chất. Đấy, xe này thì đang kiểm mới còn dài luôn. Thế là bà này đang gửi tới cho các bác là tầm Sơn Thủy 33 triệu ra Thanh Hóa. Giao luôn. Anh ơi, ra Thanh Hóa luôn cho anh. Vâng ạ. 2009 118 củ cái này. Con này 33 giao Thanh Hóa luôn nhá. Anh em nào ship đi. Cọc 33 củ, cọc 3 củ là ship về Thanh Hóa luôn. Đấy, ui giời đánh. Và riêng từ đây Thanh Hóa bắn đường cao tốc chỉ cần tầm 3 tiếng rưỡi thôi. 3 tiếng rưỡi là con này về nơi thôi. Tuy rằng là nó sâu sâu chút nhưng mà chạy chắc lắm. Anh em ạ. Ok Sơn Thủy nhá. 33 củ ra Thanh Hóa bình thường. Chốt luôn. Chốt luôn 33 củ ra Thanh Hóa và chỉ cần cọc 3 củ thôi là vào đến nơi thoải mái, anh em cứ gọi là chạy lượn như là rồng rồng luôn. Rồi, ok Hoàng Anh, cảm ơn anh nhá. Chào anh Đức Phát này, chào anh Dương Milo. Đấy, cho giá Matiz êm xanh ơi. À rồi, Matiz xanh thì vẫn còn. Chiếc đó thì đang bán là 45 củ. 45 củ chiếc đấy bớt cho một chút nữa là lên đường thôi. i10 thì đang bán 175 anh ơi. i10 là nhá, 175. Đấy, phiên bản này yên tâm các bác không phải lo lắng gì đâu ạ. 175 mẫu này là chiến đấu luôn, lên đường luôn. Ấy bắt đầu không còn nhá. Vâng, cảm ơn Lợi Mùa Hạnh Phúc này. 2009 mẫu này là xe tư nhân từ đầu luôn. Không dịch vụ taxi gì cả. Cho nên trước này nếu các bác mà mua về có thể chạy dịch vụ taxi được. Đấy. IB con yêu trao đổi con Gencha. Vâng, tôi nghèo đó, anh muốn đổi con gì? Gencha đây ạ. Gencha đây, em muốn đổi con gì? 2009 sạch sẽ gọn gàng như thế này và da răng đúc lốp mới sạch sẽ nhá. Chúng ta cứ thế mà sẵn đi thôi, không phải làm gì cả. Máy số chất cầm mẹ ngon lành, đăng kiểm còn dài đến tháng 12/24 cơ ạ. Và mẫu này đang gửi tới cho bác là 118 triệu. Thì các bác có thể mua về đi lại gia đình. Đây nhá, bên đây. Ghét đây, ghét đây. 2008 và mẫu này là xe tư nhân. Một chủ từ đầu biển Hà Nội. Trao đổi giá cả, anh Vương Tương Nghèo, anh muốn trao đổi con gì ạ? Con Gencha đấy thì 118, anh muốn đổi con gì đấy? Em ơi, ok em đổi cho. Con này là 2008. 2008 chiếc này em đang gửi thứ cho bác là tầm 115. Đấy nhá. Được chưa? Là 115. Bán tải thì không còn anh ơi, bán tải không còn. Anh Trương Quốc Minh, cảm ơn anh. 2008 bán 115 củ và chiếc này thì cho em xin Facebook ạ, bác Tú 79.
Bác Tú 79 xin Facebook ạ. Facebook vào Xuân Hùng ô tô thôi. Nếu Facebook cứ vào Xuân Hùng ô tô thôi. Ui Xuân Hùng ô tô Facebook được quá rộng rồi. 2008 mẫu này đang gửi tới cho các bác là tầm 115 thôi. 115 thôi là sơn xi lộ ngoại thất sạch sẽ đẹp đẽ như thế này. Tập lái được con 38 củ anh Hoàng Anh ơi. Một lát em quay lại nhá. Và em đang nổ máy cho nó êm đấy ạ. Em đang nổ máy cho bác xem đấy ạ. Trước này là 115 củ thôi. 115 củ cho mẫu xe 2008 như thế này. Xe tư nhân chính chủ một chủ từ đầu, biển Hà Nội. Đấy, biển Hà Nội nhá. Anh có thấy em không? Có thấy. Đúng rồi, trang phục đồ nữ có thấy. Có thấy trang phục đồ nữ nhá. Ok, cảm ơn em. Hai lắc không còn anh ơi. Vâng, chào bác Trương Quốc Minh. Cảm ơn anh Trương Quốc Minh. Có thấy trang phục đồ nữ, em cho lên cái dãy số để anh em có thể liên lạc được. 2008 một chủ từ đầu, biển Hà Nội, không dịch vụ taxi, chưa sang tên lần nào. Đây gọi là chưa lấy chồng lần nào đấy. Thì chiếc này đang gửi tới cho anh em là tầm 115 thôi. 115 có vào việc được đấy, và có thể bớt thêm chiếc nữa là vào việc. Đây rồi. Đấy, các bác nào muốn bớt được muốn liên lạc với Xuân Hùng có thể vào chỗ bạn trang phục đồ nữ này, thì có thể đẩy cái dãy số này là có thể liên lạc cho em được nhá. Bên đây em có một mẫu xe Lacetti 211 phiên bản số sàn. Mẫu này là xe tư nhân từ đầu, biển 36. Và mẫu này đang gửi tới cho bác là 135. Đấy, 135 thôi. Chủ còn trong xe không à? Chủ đi ngủ rồi anh ơi. Anh con nãy chủ đi ngủ rồi. Đó, có Nguyễn Hoàng Giang. Nguyễn Hoàng Giang là con nào 100 ạ? À chà, các bác ơi, các bác trả 100 với 105 đúng không? Quan trọng là các bác có máu không thôi. Máu Xuân Hùng thì đơn giản lắm anh ạ. Máu Xuân Hùng đơn giản lắm. 100, 105 chốt hết. Quan trọng các bác ứng hay không, chốt luôn. Được chưa? Ôi Xuân Hùng bán sướng lắm các bác ạ. Thoải mái luôn. Các bác cứ trả giá đi. Trả là bán. Trả giá là bán. Không quan trọng lỗ lãi đâu. Thế mới sướng, như bán xe. Bán xe thế mới thích. Quan trọng là các bác có mua hay không thôi. Đấy, nếu các bác mà thực sự mà dám mua thì cứ chốt đi, trả giá là bán. 1 lít, 105, 110, 120, 130, 150 bán hết. Được chưa? Đấy, Nguyễn Văn Hoàng nhá, Nguyễn Văn Hoa chốt cho này nữa. Ok, mua này Hoàng Anh ơi. Mua đi. Trước này là chốt bao nhiêu? Anh em thích chốt bao nhiêu này? Đấy, 115 rồi đúng không? 115 hay 110 này? Hay là 105 này? Chốt hết. Giá nào cũng chốt. Thế mới sướng. Không có ai bán xe như Xuân Hùng đâu. Giá nào cũng chốt, chốt hết cho các bác để các bác mua được. Có những hôm em chốt một phát 5 con, rồi em hạ giá đại giá một loạt. Chốt phát 5 con luôn. Thế khách hàng sướng. Nó thật là nhiều khi là có những lúc mà có những lúc em phải hạ giá, và có những lúc em sell, gọi là sell tri ân đấy các bác nhá. Có những lúc sell tri ân để cho các bác mà các bác không biết thì các bác hơi phí. Cho nên anh em nào mà thực sự ra là mà hiểu được em ấy thì tìm những lúc em chưa tìm những lúc em sell tri ân tuyệt vời luôn. Ok bạn Ly này, ghét chốt 109 này. Anh Linh nhá, con nào 200 không còn đâu ạ. À, bác Thành Công Yên Bái rồi, nhà ta chốt 109, anh phải chốt 110 chứ. Làm sao lại xuống 100? Mình đấu giá nó phải cao hơn một chút, chứ đấu giá thấp hơn thì chắc là mất việc rồi. À, ghép thì 2008 phiên bản số sàn và máy 1.4 nhá. 1.4. Đấy, máy 1.4 phiên bản này đang gửi cho anh em là tầm 115 thôi. Cũng khá là ok, anh bán duyên đó. Ok, cảm ơn anh nhá. Quan trọng là bác mua, nếu có bác mua nhá là em Xuân Hùng bán thật luôn đấy, không nói dối đâu nhá. Đã chốt trên livestream này là 1 là 1, 2 là 2. Không có sai một câu nào. Anh Minh Huyền shop 130 là con gì ạ? 130 là con gì ạ? 130 bán con này thì lại sướng quá. 130 bán con này sướng quá, con này chỉ bán có 115 thôi. Anh em nhá, chỉ có 115 thôi, 130 thì đã ngon quá rồi. Đấy, anh em nào chốt thì chơi luôn. Giỏ hàng thì cái này không cho giỏ được anh em ạ. À, 7181 8171 mà con này mà trả 130 á. Ô thế con này thì con này bác mua em biếu bác 20. Con này bác mua em biếu bác 20 luôn. Bác cứ trả tiền xong em biếu lại 20 để cho bác mua bán chơi bời thoải mái. Được chưa? Chỉ có 115 thôi, nhưng mà là cao. Còn bác Thanh Ca nhé, cảm ơn anh Mạnh Dũng này. Đấy, ok các bác ơi, mưa rồi ạ. Y10-140 không trôi được. Y10-140 này không trôi được anh ơi. 140 con này thì không bằng giá lấy vào rồi. Đấy, con này không bằng giá lấy vào. Con này giá lấy ra cũ từ năm ngoái rồi nhá. 2015 mẫu này thì đang gửi tới bác là 175 thì chắc chắn là sẽ bớt cho các bác một chút nữa, nhưng mà chờ 140 thì không làm gì được. Không làm gì được ạ. Phiên bản số sàn máy 1.0 ạ. Phiên bản số sàn máy 1.0 nhập khẩu nguyên chiếc. Với phiên bản này thì đang bán 175 mà các bác trả 140 thì sẽ không vào việc được đâu. Không vào việc đâu ạ. À, con click 110 là không anh. Ok luôn quân lã ơi. Ok quân lã là 110 thoải mái, 110 anh em chơi luôn nhá. 110 con này ok anh chơi luôn này. Em Hoa, Nguyễn Hòa Vàng Hoa, Nguyễn Văn Hoa 150 cũng chưa vào về được. 250 tự động em không còn, Nguyễn Minh Hoàng ơi.
nhớ, 250 số tự động em không còn. Đấy, mẫu này là tầm 165. Mẫu này tầm 165 thì em có thể ra cho bác được, còn nếu 150 với 150 không được. Đúng rồi. Chú giúp hộ cậu mấy cái này với. Cho hai cái lót sàn đen đen kia. Nhạt ơi. Nhạt ơi. Nó ra hộ cái mình gấp cái một xanh xanh vào với phơi được cả buổi chiều lắng rồi để nó mưa. Hai cái đen đen dưới cầm trước đi. Cho vào trong nhà không, nó tí nó mưa, cái đấy giặt mãi mới khô đấy. Đấy mưa rồi, mưa rồi. Đây nha các bác ơi, hơn 30 thôi. Anh gấp cái một xanh đi mà, cái bạt xanh gấp tạm đi. Nó gần khô đấy. Đây ạ, hai hơn 30 thôi anh em ơi, hơn 30 thôi. Mẫu này mà bác nào ưng thì hơn 30 là chơi luôn này. Máy lủi quả kêu bốn bánh quay đều này, điều hòa chất rét này, đăng kiểm mới cho anh em luôn. Đây các bác nhìn được máy đây. Êm xịt luôn nhá. 1993 đây ạ, là một chiếc xe này. Quá chất lượng luôn. Đấy còn cái gì các gì nữa cho lốt vào. Kia còn hai cái lốt sàn đi kìa, còn hai cái lốt nó ở sau kia. Không để nó ướt hết, phí nó giặt rồi. Có kìa. Đấy các bác ơi, quay Matiz ạ. À. Ok Liễu, Hiếu nha, Hiếu Lê, Matiz đây. Matiz 2003. Xe tư nhân biển Hà Nội, này. Đấy, mắt đèn thơ phức rồi các bác nhìn này. Mưa rồi nhá, mưa rồi xin hùng khả năng là xin phép thôi. À, mắt đèn sáng quắc và xe thì đăng kiểm còn dài, cũng như là sơn xi mới làm lại cả cây. Sơn xi mới làm lại cả cây và chiếc này la răng đúc lốp đẹp. Được chưa? La răng đúc lốp đẹp đây, phiên bản số sàn và máy chiếc này 0.8. Em đang gửi tới cho các bác là giá tầm 45 củ thôi. 45 củ cho mẫu này nhá. Tắt máy con Nissan đi thôi. 45 củ cho mẫu này thôi anh em này. Phiên bản này cứ bao cho các bác là tầm 100-200 km này, phải chạy thoải mái luôn. Đó nhá. 120 km chạy liên tục thoải mái luôn. 2003 phiên bản số sàn và xe tư nhân biển Hà Nội. Mẫu này đang gửi tới cho bác là tầm 45 củ. Đấy, 45 củ thôi anh ơi. Nội thất đây nhá, cho xem nội thất này. 2003 45 củ. Sạch sẽ con gà như thế này đúng không ạ? Nội thất vẫn là sàn vẫn là lỉ nguyên này. Đấy, mà ghế da đẹp sạch sẽ con gà nhá. Rồi các bác ơi, mưa to quá rồi này. Đây mưa nước rơi này. 2003 đang bán là 45 củ cho chiếc này. Bác nào ưng chiếc nào thì alo cho em Xuân Hùng nhá. Bác nào ưng chiếc nào alo đi ạ. Và em xin phép là đi vào đây ngồi một tí thôi. Mưa rồi, không còn ngoài nữa rồi. Gầm cao thì không còn đâu ạ. Gầm cao còn một chiếc Everest thôi. Gầm cao còn một chiếc Everest. Anh ơi tắt cái máy còn ấy rồi. Tắt cái máy con Nissan đi thôi. Gầm cao thì bây giờ chỉ còn một con Everest thôi. Còn một chiếc Everest là gầm cao thôi anh em ạ. Đấy. Bác Phương Triệu gầm cao. Everest thì mưa lắm rồi. Cho nên là thôi em không quay được. Bác nào ưng ý thì có thể để lại số điện thoại hoặc vào follow em đi, nhắn tin đi. Bác có con Vios hay không còn? Vios không còn đâu. Moling 2008 đổi Matiz bù thêm bao nhiêu? Ok anh vô cảm nhá. Matiz 2008 Moling 2008 là số tự động hay số sàn anh ơi? Anh cho em số tự động hay số sàn? Số sàn tự động em đọc ra giá ngay. Anh Phương Triệu ơi 155 thôi. Anh Phương Triệu 155 ghét đổi được i10 không? Được chưa? Nếu như ghét đổi i10 thì ghét về các rồi. Ghét về các i10 rồi. Đấy anh ơi. Con Moling là số sàn hay tự động ạ? Cảm ơn các bác đã. Vâng, cảm ơn bác Nguyễn Hoa Vàng. Nguyễn Vân Hoa là Everest thì 205 em đang đi công vụ nhá. Chiếc Everest 205 đang đi công vụ nhưng mưa lắm rồi các bác ạ. Mưa to lắm, không ra được. Bây giờ đang mưa rồi. Máy dầu luôn. Máy dầu và xe mới làm lại máy. Hôm mua về là máy nó hơi kém nên là mang ra thợ thì họ bảo là khói rồi, thế là phải làm lại hết. Làm lại mất tầm 30 rồi. Làm mất 30 rồi. Cho nên máy bây giờ thì ngon lắm. Về con đấy máy thì ok rồi, chất lượng rồi. Máy dầu nhá anh Phương Triệu nhá, Everest là máy dầu. Lachati còn anh ơi. Vâng, Lachati thì có những dòng như tầm chỉ có tầm 4 tầm 7-80 thôi, 7-80 là có một chiếc Everest ở chiếc Lachati rồi. Ok bác chuột trong ruộng này. Everest thì 155 và số sàn máy dầu. Số sàn máy dầu, xe thì keo chỉ nguyên zin, máy vừa làm lại xong. Nhá, máy vừa làm lại xong. Ok anh em ạ. Bác Phương Triệu, cảm ơn Phương Triệu và các tôi là không ngăn nè. Cảm ơn anh em chuột trong ruộng gửi nhé. Ok, gửi tin nhắn các bác có thể vào. Các bác có thể vào follow em nhá. Follow em và có thể nhắn tin cho em nhá. Sonata 223 không có, lợ trả góp được không? Lợ trả góp được không? Được nhá anh ạ. Ok anh Bình Đoàn nhá, Văn Bình Đoàn này. Vâng, cảm ơn các bác nhân chiều. 100 có con nào không? Có chưa ạ? 100 có. Anh ơi, nhà em thì có từ tầm hơn 30. Hơn 30 trở lên là đã có một chiếc ô tô đã đi rồi. Cho nên các bác vào, nếu các bác mà chưa có nhiều tiền thì tìm đến đúng chỗ luôn. Lên đây là tìm đúng chỗ luôn. Chỉ hơn 30 đã có rồi. Tài chính hơn 50 thì dễ lắm anh ạ. Bác
Hoàng Văn Tiền ơi, nếu như tầm hơn 250 thì dễ. Dễ lắm, còn năm đấy, nếu 250 thì dễ cực kỳ luôn. Vài chục mới khó chứ còn 250 thì quá dễ. Giang Dũng 1987, cảm ơn anh em nhá. Cảm ơn các bác rất nhiều và Xuân Hùng xin phép là sẽ dừng livestream ở đây thôi. Mưa to quá rồi anh ơi. Hẹn gặp lại các bác vào trong buổi phát thanh lần sau vào lúc 11 giờ trưa mai hoặc là 8 giờ tối ngày mai. Em sẽ phát sáng trưa là mức 11 giờ, tối là 8 giờ. Có những người ngắn đời cao không? Có chứ ạ. Những người ngắn đời cao thì có tầm 25 16 thôi anh ạ. Nhá, 25 16. Có anh Kiên Nguyễn 60 có, nhưng mà bây giờ mưa rồi em không quay nữa rồi. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các chương trình lần sau. Em xin phép dừng ở đây nhá. Em xin phép dừng ở đây rồi.